Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 10 tháng 5, anh chia sẻ anh em tất cả là 31 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật Quỳ Thụy Sĩ. Hôm nay thì em mới lên video trễ anh em nghe, tới tầm trưa mới lên được, tại vì nhà có việc bận. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Và kênh Đức Đồng Hồ Vintage Watch rất cảm ơn thời gian qua anh em đã ủng hộ kênh. Em chia sẻ con đầu tiên, con số 1 Seiko 5 DX. Dòng này thì cũng khá nổi tiếng anh em nghe. DX là dòng chạy máy 61 đời đầu. Thì nó là chạy máy tiền thân của GX anh em, 6106. Tất cả nguyên zin, dây khóa zin. Con này là cái đặc biệt của nó là nó sẽ có một bộ niền khí trong anh em nghe. Niền khí là niền mà chặn mặt số á, chứ không phải niền khí ngoài. Thứ hai nữa là trục tung hoành, và dòng này bộ kim của nó sẽ là ba kim khác nhau nè. Mỗi kim mỗi nơi, nó nghĩa là ba cái kim thiết kế nó sẽ khác nhau, không có trùng lặp anh em nghe. Chính xác là như vậy. 17 nếu 17 nhân kính thì nó sẽ trùng 3 kim, nhưng 25 nhân kính nó sẽ 3 kim khác nhau. Rất đẹp anh em, mặt màu xám, xám đậm chứ không phải màu công trải tia. Nói chung cái dòng này là đỉnh rồi, một trong những dòng máy mà em đánh giá rất cao. Cái sai số của nó rất thấp. Sử dụng bộ máy này, bộ máy của DX6106, tiền thân của GX anh em, Grand Seiko, bản da băng duy. Sai khoảng 36 anh em, 35,9. Lên tay rất đẹp, cái dòng này nó ôm tay đó anh em. Nó ôm tay dai còn dài. Hiện tại là tay 16 năm là vừa. Trong này còn tầm khoảng 1, 2, 4 mắt nữa anh em. 16 năm thì tầm khoảng 17 năm. 17 năm hơn chút xíu anh em. Con này số 1, 2 triệu 4. Đảm bảo là con này anh em mang về là không khó ăn đâu nghe, tại vì nó chạy rất chuẩn và nhìn rất đầm tay nè. Con số 2, một con test knot mà khổ phách khá đẹp bên em. Ở ngoài thì nó màu nâu đậm trong nhạt lằn. Dòng này là có hỗ trợ có tay. Con này hình như vẫn còn đủ luminer anh em, trừ kim phúc này thôi, kim dây này thôi. Automatic dòng New York, nắp đáy sư tử anh em nghe, dây khóa nguyên riêng của Ticknot luôn, form khá đẹp. Con này cũng 2,4 triệu. Con này size 34,8, tầm đâu đó gần 35. Tất cả nguyên ring, dây khóa ring, sợi dây thủy sĩ rất mềm mịn anh em. Nấm ring. Chạy dòng máy này.
Nắp đáy đây nè, nắp đáy của Tecnot. Con này nắp đáy kiểu như là lục giác nè. Con số 2, 2,4 triệu. Mặt số còn khá đẹp anh em. Con số 3, con Wignower. Con này là giao khóa linh kiện anh em nghe. Automatic. Mặt số là có những vân trải nổi anh em nghe. Không phải là vừa, nó kiểu như sơn ring để tia mà nó cán vân lên mặt số luôn. Máy có hỗ trợ cốt tay. Con này size tầm khoảng 33,7. Càng là tầm khoảng, con này càng thì rất dài anh em. Tới 40, gần 43 anh em. 42,86. Wignower, thương hiệu anh em nhà Longines. Cái nắp đáy rất đẹp anh em. Đó, cái nắp đáy con này làm nhìn nó rất cứng cáp và nắp nhìn nó êm lắm. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Wignower của Thụy Sĩ. Máy này máy người ta gọi là búa đề mây anh em. Chữ V kép thì màu vàng, còn lại là búa trắng. Máy đang chạy chuẩn giờ anh em nghe. Đó, con này chạy 17 trên kính. Đây là trong chữ Wignower anh em. Con này có nắp đáy khá đẹp nè, nó trải những cái vân xoáy. Form ôm tay. Số 3 2,7 triệu. Giao khóa linh kiện. Số 4 1,5 triệu. Một con Citizen dòng Brito 7, 27 chân kính. Dòng này là đem kiểm tra thử. Lịch của nó lịch nhanh. Lịch nhanh lịch ngày anh em nghe. Còn lịch thứ thì chắc là 24 giờ. Hiện tại là thứ bảy. Qua chủ nhật anh em, chủ nhật màu đỏ. Con này có niền khí trong khá đẹp anh em. Niền khí nổi này, nổi khỏi mặt số. Và có bộ cọc cũng hay lắm. Chạy máy automatic. Size tương đối là 2, tầm khoảng 36,5. Cái size đây là size của đồng hồ Nhật, nằm ở mức tiêu chuẩn anh em nghe. Nó thường ở tầm đó. Thụy Sĩ thì nó thấp hơn. Số 4 con này 1,5 triệu. Lên tay rất đẹp anh em. Lên tay nhìn rất êm luôn. Sử dụng bộ máy này còn mới cứng, 27 chân kính. Máy đang chạy, tất cả các số máy còn nguyên anh em nghe. Anh em nào mà nhìn quen máy thì nhìn sơ qua cái máy là biết máy móc như thế nào rồi. Nó còn ổn mà không có bị cái dấu vết gì thì nó sẽ chạy ok anh em. Con này số 4 1,5 triệu. Số 5, một con Seiko 5 automatic 21 chân kính. Con này chạy máy 7S26 nè. Đặc biệt con này có bộ kim cọc rất đẹp nè, kiểu như đồng hồ quân đội. Lắp đáy sau thì có hơi dơ chút xíu, em chưa có lau chùi. Có những cái vết này chưa lau chùi được, chưa có thời gian anh em. Thì em sẽ lau chùi sạch sẽ để gửi cho anh em nghe. 7S26B, bản này của Seiko. Đặc biệt con này về với sợi dây rất là tốt anh em. Một sợi dây vải ở trong một miếng xốp. Phía dưới này thì em thấy cũng khá cứng cáp nè. Sợi dây này của Casio.
làm ở Thái Lan. Đó, sợi dây này anh em mang dây da, mà mang sợi dây này là chuẩn luôn, tại vì nó chống nước anh em nghe, chống nước tốt. Xay ngang tới 38,4, xay rất đẹp anh em. Bản này là bản khá đặc biệt, thường thì em thấy cái bản này nó không có bán trên cửa hàng đâu anh em, cửa hàng thường nó bán bản kia, bản vào cái nước hai bên nước mù này. Lắc cho nó chạy. Con này là full nhựa quang luôn, cả tất cả đều có hết. Và nhựa quang rất sáng anh em, nó sáng rực luôn. Số năm 1,5 triệu, nấm gốc 4 giờ, tất cả chạy nghiêm chỉnh em nghe. Dòng này thì rất bền bỉ. Số 6, một con Seiko 5 Sportmatic 21G. Con này thì có một cái điểm hay của nó là có một cái niềng ở trong rất đẹp anh em. Cái niềng là niềng chặn mặt số, niềng chó hay gọi là niềng chó. Trục tung hoành. Và điểm kiểm tra cái lịch của con này, con lịch bơm anh em nghe, nó bơm lịch ngày tới 24 giờ. Cọc số vuông, form đẹp, chạy máy 6619. Con này nè, đáy hơi cứng thì em sẽ gửi máy sau nha, nãy nó cứng và bóp vào cũng khó nữa, phải dùng máy bóp vào. Mặt số màu trắng bạc khá đẹp anh em, tất cả nguyên ring trừ dây khóa thôi. Con này size 365. Đó, anh em thấy bộ niềng chó ở trong không? Nó cả dây thừng, nó kiểu như niềng khía nhưng hơi xéo xéo này, trải về hướng này. Lên tay rất là vừa vặn. Số 6 1,3 triệu. Con này thì em mở máy, em gửi sau anh em nghe. Một con số 7, một cái con huyền thoại của Seiko. Con này là Goldfeder, một dòng đồng hồ siêu mỏng của Seiko anh em nghe. Nó rất mỏng. Dây khóa linh kiện, mặt số cũng khá là đẹp. Mặt số trắng. Để em lau vết bụi. Đó, mặt số trắng anh em. Kim cọc còn mới cứng luôn. Con này là Seiko Goldfeder đi sóc 20. Giờ kim giờ đang 25G anh em. Bộ kim là bộ dân dạng kiếm rất mỏng. Size của nó ở tầm khoảng 35. 34,8 gần 35. Rất đẹp anh em. Đó, lên tay rất êm luôn. Nếu anh em chơi gốc tay thì con này không thể bỏ qua. Con này có một hắn vẫn có cái dòng bọc vàng anh em nghe, cũng tương tự như bọc vàng thôi. Đặc biệt cái dòng này là cọc số của nó, cọc số chìm, để nó kiểu như giảm cái độ dài của đồng hồ anh em. Nếu mà không tính kính thì nó tầm khoảng điểm đo, nếu không tính kính thì nó đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 ly thôi, còn kính thì tầm khoảng 9 ly. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Seiko 25G436356, có số seri hẳn hoi anh em nghe. Máy lưng dây, bản này bản full thép inox. Số 7 1,6 triệu. Số 8,
6,5 một con roi. Con này lên có tay của thụy sĩ, đồ rất xưa anh em nghe. Mặt số có lên dầu, có tay nhưng có lịch luôn. 17 chân kính in cấp lóc. In cấp lóc là nó một cái kiểu như một cái từ ngữ để nó mô tả cái hệ thống chăm sóc của thụy sĩ anh em nghe. Thì sau này Nhật Bản cũng một số hãng cũng học lại hệ thống này, in cấp lóc 17G. Thì con này là từ xưa, thành ra cái vỏ này là vỏ si anh em, nắp đáy nóc vỏ si. Sử dụng bộ máy này 17 chân kính. Còn cả cái miếng kem luôn, chạy khá là mượt anh em. Ở đây đóng chữ Culture Switch. Máy này cổ lắm rồi. Con này số 8, 6,5. Số 9, một con đồng hồ Juno Sai, dòng Geneva. Con này cũng là hàng cổ nè, em nghĩ nó đâu đó tầm khoảng 1,4 máy, 1,5 máy đổ lại thôi. Lên có tay, tại vì con này nằm size ở giữa, người ta gọi là size unisex, nghĩa là nam nữ đều dùng được anh em. Đặc biệt con này là bộ nung kim nung xanh và mặt men đó, kim nung xanh mặt men thì nó sẽ gần như cùng tuổi đời với mấy con quýt anh em nghe. Nó thế hệ đồng hồ đeo tay đời đầu, size 31,14. Đó, cho những anh nam tay gọn gọn rất đẹp, tay em như vậy là ok nè, tầm như vậy đẹp rồi. Nếu em để nghiêng thì sẽ có thấy bộ kim đông xanh khá là hay. Cọc số 5 mã, vỏ thép inox, đó dây khóa linh kiện số 9, con này 1,5 triệu. Sử dụng bộ máy này rất nổi tiếng của thụy sĩ, dòng Geneva. Nắp đây nó và có cái logo anh em nghe. Nếu anh em để ý kỹ thì ai đây sẽ có một cái miếng khuyết này, góc này anh em, thì anh em bỏ chính xác thì anh em sẽ bỏ đối diện nấm đó, anh em bỏ cái miếng này đối diện cái nấm này thì khi mở ra sẽ rất tiện anh em. Đừng có bỏ hai đầu dây không nay nghe, đó ở góc này thì mỗi sẽ tiện hơn. Rất đẹp anh em, con này số 9, 1,5 triệu. Máy móc còn nguyên bản. Số 10, một con đồng hồ Senko KX, dòng 2 bit anh em, chạy máy hình như là 28 dao động á, kim trâu rất là mượt, automatic. Con này chạy máy đâu rồi, chạy bộ máy 6 5626. Con này thì cái logo là còn nguyên bản anh em nghe, cái logo cả còn nguyên bản, còn nguyên cát, không có bị trầy xước gì. Vỏ mặt trên thì còn ok đó, vỏ mặt trên còn cái con này là bọc vàng, mặt dưới thì góc máy góc này có dấu vết thời gian anh em nghe, có dấu vết nấm thì còn nguyên chữ cả, có mòn nhẹ phía đầu ngoài này. Đó, hàng về là như vậy anh em, không có tránh khỏi cái việc mà nó bị này nọ, nhưng mà tầm này đẹp hơn anh em. Con này size 36,3, không tính nấm đó anh em thấy không, lên tay mặt trên là quá đẹp rồi, mặt số còn nguyên này, không có bị trài xước gì luôn, kim cọc cũng vậy, còn rất đẹp. Hai lịch nó sẽ là chạy dòng máy coi 5626 anh em, còn một lịch hình như 5625 em có nhớ là như vậy. Đó, đang chỉnh lịch anh em. Lúc mạnh nó một đắt nữa thì anh em chỉnh giờ ha. Con này kính có trài anh em nghe,
kính có trầy nhạy thì em sẽ đánh lại rồi gửi cho anh em nghe. Mới về không kịp đánh kính, kính có trầy em đánh kính cho anh em. Em khóa linh kiện, mặt số còn nguyên vẹn rất ok đâu. Nước vàng mặt trai cũng đẹp, ở dưới có trai xước nhẹ, không có đáng kể anh em. Số 10, 3 triệu 9. Và sử dụng bộ máy này anh em. Con này để em kiểm tra máy, em chụp chưa, hình như quên chụp máy rồi anh em ơi. Con này em sẽ gửi máy sau anh em nghe. Máy rất đẹp, đảm bảo là máy còn rất đẹp, em sẽ gửi sau. Hiện tại là lại quên chụp máy rồi. Bộ máy nó sẽ tương tự như vậy anh em. Em sẽ lấy máy tương tự để cho anh em xem. Đây 5606. Những dòng này đi đúc thành ra là khi mở máy cũng. Đây, hãng cũng sẽ tương tự như vậy anh em. Đó, hãng sẽ mới như vậy, nhưng mà hãng là 5626, còn này 5625. 5625 dùng cho bộ máy của Senko GX nhưng một lịch thôi, con này hai lịch. Số 11 2,2 triệu. Con Jokwet Girard, con này là automatic của Thụy Sĩ, một trong những đồng hồ đời cổ. Hình thức còn rất ok anh em. Máy móc chạy chuẩn nguyên bản. Con này cọc số kiểu như cọc số dạng trụ đứng anh em. Nó lắp đá nguyên riêng luôn. Automatic. Six mét nữa. Những cái thương hiệu này là không còn anh em, nói chung là nó không còn nữa rồi, hoặc là nó còn ở đâu đó ở châu Âu thôi, không còn ở trên thế giới nữa, thành ra là mình rất ít thấy. Chạy máy 25 chân kính, trên cái búa cũng đóng chữ Jokwet Girard anh em nghe. Máy chạy chuẩn giờ và còn khá là mới. Giao khóa linh kiện, con này size ngang của nó là 34,5, không đúng. Số 1 2,2 triệu. Nước vàng còn đẹp anh em. Đó, nước vàng còn ok nè. Con số 12 con số 12 anh em, con Seiko Round, dòng đi shop 21 chân kính đó. Em để ý thì Thụy Sĩ thường nó sẽ dùng từ in cấp lock, còn Nhật thì dùng dùm chữ đi shop anh em, hoặc anti shop. Seiko Round mặt số dạng men khá đẹp, bọc vàng toàn thân luôn em. 14 carbon fuel. Sử dụng bộ máy này. Cái lớp đáy này đóng có chữ tiếng tiếng Nhật anh em, và cái chữ 1,58 á. G. Máy đang chạy mượt mà anh em nghe. Ground thì nó sẽ size tầm khoảng 30
4,5 anh em, bằng size chuẩn của Omega, số 12 1,5 triệu. Số 13, một con đồng hồ Senco. Senco là Senco pin điện tử anh em nghe, dòng watch time á, có báo thức luôn. Thì bên này nó sẽ có bốn cái nút, ở dưới này nó có một cái bảng anh em, ví dụ như nó bảng màu đây, màu nhưng mà màu tím á, thì như thế nào này, màu vàng như thế nào ở đây này, chỗ hướng dẫn nằm ở đây giúp góc này, thì anh em cứ bấm bình thường thôi. Anh em bấm chữ cho work time này, thì hiện tại nó sẽ chữ chấp nháy ở đây, thì giờ này giờ của anh em London, còn chuyển qua đó, chuyển qua lần này mình thì giờ Bangkok anh em nghe, chuyển qua cái múi giờ của Bangkok đó. Đây giờ múi giờ của mình, nhưng mà góc đây em chịu chỉnh giờ nha anh em, chỉnh giờ lại nha, cũng đơn giản thôi. Hai này hàng nội địa của Nhật anh em. Có cả báo thức luôn, anh em để trên đầu giường cũng hay. Để đọc kích thước 54 chiều ngang, chiều rộng anh em, còn chiều dài của nó thì gần 11. Và chiều dài á, độ dài của nó thì tầm khoảng hơn 1 phân chút xíu, 1/2 á, khá là gọn gàng anh em. Con này số 13, 6,5 triệu. Số 14, hai con để bàn anh em. 14, 15, hai con để bàn, 7,5 triệu. Con này thì Citizen Alarm của Nhật luôn. À không, con này thì của Hàn Quốc anh em. Nó là Assemble in Korea phải. Em biết cái đọc nó đúng không? Korea chính xác rồi. Đây lên có đồng hồ chạy này, góc dưới lên có chung. Anh em gạt cần này. Đó. Vỏ còn đẹp. Số 14 7,5 triệu. Số 15 một con đồng hồ để bàn mà size khá là nhỏ. Con này là module phải. Hai chân kính. Góc dưới này nắm chữ ra băng anh em, vẫn còn thấy được. Mặt trắng cũng khá ok. Ở trong là như vậy anh em. Một ổ cót thôi. Anh em vặn lúc này. Rồi. Xong xuôi. Đó, cho cái này nó xoay nè. Gạt cái nút này anh em. Con này số 15, 7,5 triệu. Cái vỏ này kiểu nó bằng vải anh em. Số 16, 5,5 triệu. Một con đồng hồ điện tử. Còn full hộp anh em, gần như chưa xài, mới 100%. Con này giá mới thì tầm 5,000 yên, đâu đó khoảng hơn 1 triệu anh em, 1,3 triệu, 1,4 triệu á. Hộp nguyên bản như vậy. Con này nó có nhiều chức năng anh em, những cái nút này thì có chức năng đầy đủ. Ở đây có một cái hình trái tim nữa, anh biết là đo cái gì, thì anh em về lấy cái sổ này anh em, lấy sổ mở đi kiểm tra để hướng dẫn sử dụng nha. Tiếng Nhật nhưng mà tiếng Nhật hay tiếng Trung gì đó nhưng mà dịch vẫn được anh em nghe. Còn mới 100%, dây cao su còn mới nguyên luôn. Con này là của Solut phải. Ở dưới góc này còn vẫn còn một cái thẻ này. Hộp hay là như vậy đi. Gài nắp lại. Số 16, 5,5 triệu.
anh báo sai nó lại quay nói sai. Sai mặt con này thì tầm khoảng 42-78, không tính nấm. Tất cả là phun cái kiểu như cái nhựa dẻo này là silicon. $17,45. Con đồng hồ của em nghĩ là của trẻ nên nghe, tại vì vỏ nó có nhựa, nó nhẹ. Vỏ là vỏ nhựa này, vỏ nhựa nhẹ lắm, tất cả là vỏ nhựa hết, em chưa bỏ pin luôn. Niềng mình đi xoay được, niềng xoay được current. Con này mà nếu mà bỏ pin vào và siết cứng vít thì chống nước được anh em nghe, đảm bảo được. Ở trong này vẫn có một cái thổ, cái sổ này hướng dẫn sử dụng. Đây mua về cho má cháu kiểu như mình mang đi học cũng được. Số 17, 45,5. Sai. Em sẽ đo nghiêng để không tính nấm anh em. Tầm khoảng 35,2. Số 18, một con đồng hồ Arado, mặt số rất đẹp anh em, mặt số kẻ văn caro, hình dấu cộng, dạng lưới, chạy full 6 kim. Đó, bấm dừng, bấm trả về góc 12 giờ, chuẩn chỉ luôn. Cái kim góc 6 giờ sẽ luôn luôn chạy nha, kim dây chính của nó. Con này thì em còn một mắt dây nữa, hiện tại là tay tầm 16 năm. Nắp đáy logo rất đẹp anh em. Đó. Con này chạy máy Nhật anh em nghe, máy dòng máy của Miyota. Miyota là dòng máy của hãng Citizen, máy số kim của Citizen rất bền. Dây tay vừa khít luôn. Và em còn mắc dây như vậy nữa nè. Mắc dây nữa vậy thì em nghĩ nó tầm khoảng 17 đổ lại thôi. 17 đổ lại anh em nghe. Anh em mà mua thì nhớ nhắc em gửi mắt dây, đôi lúc lại quên. Sao nghe 37. Đó, càng rất kiểu cách anh em. Tất cả cái nút cả bên hông này nó đều nó đính đá đá xanh. Rất đẹp anh em, bản full thép inox. Đảm bảo nhìn rất là sang chảnh luôn. Số 18 1,3 triệu. Dây tay là 17 đổ lại anh em nghe, lưu ý. Số 19, một con đồng hồ Citizen. Chạy kim dĩa anh em. Kim dai của nó là một cái chấm đỏ đang chạy anh em, ở giữa này. Còn kim giờ kim phút là kim dĩa của Citizen, hàng này hàng nội địa. Dây thép riêng của Citizen luôn. Nắp đáy sau đóng chữ Citizen Watch và chữ Gia Băng anh em. Đó. Em nhớ là trước em có bán một con cách đây khoảng vài video, nhưng mà con đó là vỏ với lại dây đều nó phủ màu đen hết anh em. Con này vỏ thép luôn, nó để nguyên. Nó là inox luôn. Dây tay tầm khoảng 16 năm và còn dư hai mắt nữa thì tầm em nghĩ tầm khoảng 17 đổ lại anh em nghe. Không ráng đây 17 năm đâu. Xe ngang là 39, form này là form đĩa bay. Mặt số rất đẹp. Con nó số 19, 8,5. Anh có một cái kẻ màu đỏ trên mặt kính kẻ ngang anh em. Thì hiện tại là 9 giờ. À không, hình như 8 giờ 40 phút đúng không ta? Đúng rồi anh em, 8 giờ 40 phút. Hơn 40, 42 phút. Đó, anh em rút ra chỉnh lại này. Đó, chỉnh lại này.
40 thì để cho 40. Đó. Số 19 8,5. Số 20 một con đồng hồ size to của Nam. Con chạy máy nhạc anh em. Con này kim chronograph là kim kim góc 6 giờ anh em nghe. Invicta. Một thương hiệu em thấy cũng rất là quen anh em. Hình như cũng có cơ nữa. Cơ chạy máy Miyota của Nhật. Size 44. Rất lớn, dành cho anh là tay to. Dây khóa ring luôn. Em coi dây này có ring không. Dây không có logo thì dây linh kiện anh em. Còn khóa thì khóa ring của Invicta này. Rất lớn này, rất to. Số 27,5. Mặt số cọc là mã cũng khá là hay. Con này vẫn có lớp inner nên nghe. Dạ quang á, kim phúc, kim giờ, mấy kim nhỏ và những cái chấm lunar nhỏ à, đây góc này nè. Số 21, con này là con review thông minh. Dòng ring mắt rất đặc biệt anh em, con này là cực kỳ đặc biệt luôn. Rất hiện tại rất khó kiếm cái dòng này. Ở dưới nó sẽ có hình green mark, hai cái gậy đánh gôn, một quả gôn. Thì con này nó sẽ là tính điểm nè, tích điểm, có đồng hồ tích điểm gôn. Đây, dây khóa của nó là dây khóa linh kiện nhưng mà là dây da bò may tay, rất chỉnh chu và đẹp. Đó, nó về chung cái đồng hồ em sẽ bán luôn. Đẹp lắm anh em. Ở mặt kính của hãng là kính Mica và dưới sẽ có cái ba cái lớp hình cái quạt anh em, hình kiểu như kim xăng á. Thì cái nút này á, là nút cộng, là nút này nút trừ, nút này nút reset, có nghĩa là nó về lại không á. Thì cái đây là hàng đây, cái đây là hàng, hình như là hàng hàng đơn vị này, hàng chục và hàng ngàn này, hình như là vậy anh em. Nghĩa là khi anh em bấm cái nút này nó sẽ nhảy đây. Anh em nhìn cái kim nhảy này, lưu ý kỹ. Thì lên số 10 á, thì cái kim này nó sẽ nhảy một nấc. Đó. Và khi cái kim này nó nhảy tới số 10 á, thì kim cái kim hàng nhân cho 10 này nó sẽ nhảy một nấc nữa anh em. Những tích điểm anh em, nó tính điểm theo kiểu mà anh em đánh gôn á. Đó, em thì không đánh gôn thì em không biết tích điểm như thế nào, nhưng mà em nghĩ là nó như vậy. Đó, em sẽ cố gắng bấm để cái kim X10 nhân 10 này nó sẽ lên. Cái này nhân 100, nhân 10 nó sẽ lên số 9 và chắc chắn là kim này sẽ nhảy một nấc. Rất hay cái dòng này anh em nghe. Rồi, cái kim này nhảy một nấc anh em thấy không? Và khi reset á, thì tất cả nó sẽ về, nó sẽ về góc 0, 0. Đó. Với góc không là anh em, tất cả với góc không rồi, rất hay. Đó, bấm lần nữa cho anh em xem là về góc không rồi. Hình thức còn rất ok, khá là mới anh em. Con này số 21, 2,8 triệu. Chạy máy Thụy Sĩ V8 anh em nghe. Size 36. Revo thông minh là thương hiệu rất lớn anh em. Có những con đồng hồ cơ cực kỳ đắt tiền. Dùng bộ máy này V8 của Thụy Sĩ, pin còn nguyên vẹn, dùng viên pin Sony luôn nè. Lớp đáy cũng đóng chữ Revo thông minh Watt. Con đồng hồ này là thực ra là hiện tại bây giờ rất hiếm nè.
Anh em lưu ý là bộ kính mica nha, nếu anh em nào mà mua về xài thì cố gắng giữ kính này, hãy sức giữ kính này. Kính này nó có cái ba cái lớp nằm chìm á, ba cái lớp nằm chìm hình kính quạt á, thì nếu mà hư cái kính này thì rất là khó nghe, rất khó tìm kính như vậy anh em. Đó, anh em nhìn nghiêng ba cái lớp này rất là khó kiếm. Số 21 2,8 triệu. Số 22, một con hồ Citizen Made in Phong Tâm. Con này em đặt riêng bộ dây đầu ni 20 là anh em. Về 14 thì chỉ cái đầu 20, 14 hoặc là về 16 thì mới đẹp so với đồng hồ tâm hay không. Đó là nhìn kỹ này, nó sẽ thon lại rất là nhỏ. Đó, anh em lưu ý là sau này đặt dây cũng vậy nha. Cố gắng đồng đã đồng hồ tâm thì phải đặt đầu 14 thôi, 16 hơi to rồi đó. Xe ngang là 24,3, dọc là 26,5, dành cho nam. Form này là khoan form của Cartier, tất cả những đồng hồ tanh thì cái form này là khoan cái form đẹp nhất anh em, nó rất là vừa vặn, đừng có to quá. Em nghĩ là nếu mà tanh là 30 là to rồi, thì tầm khoảng như vậy là đẹp. Chạy máy Citizen chính hãng, máy rất xịn và có chân kính anh em nghe. Con này số 22 750. Sợi dây đặt riêng anh em, sợi dây anh em đặt riêng tại vì xe riêng, nó về nó hư rồi. Số 23 550, một con đồng hồ rắc, nó có hai cái cọc đây cọc dưới, nó nhìn nó lạ lắm, phông vuông. Con này chạy máy nhặt anh em, và dây nó như vậy anh em nghe, dây nguyên riêng là như vậy, dưới thì màu đỏ, trên thì màu đen, còn những cái dây thì màu đỏ. Đó, dây đến dây riêng luôn. Con này nam nữ đều dùng được, mà em nghĩ là cho nữ đẹp hơn tại vì kiểu cách. Số 26 26 vuông, dây riêng khóa linh kiện anh em, khóa này không có chữ. Số 23 550. Số 24 550, một con đồng hồ của Casio, dòng Argan của Casio, dây lụa. Bản này cũng là bản của Nhật anh em, ra băng ép. Size là tầm khoảng 34, hơi chút xíu thôi, 550. Bản đề mi cũng khá mới và đẹp anh em. Đó, lên tay rất đầm tay. Con này có lịch gốc 6 giờ nữa, dây khóa nguyên riêng luôn. Số 25, con này con Lucent. Lucent là dòng đồng hồ nữ của Seiko anh em, nam cũng ít thấy lắm, chỉ nữ thôi. Con này hình như là em chưa thấy pin phải, đúng rồi, dây mặt dưới hơi có sờn chút xíu. Con này em nghĩ là nó mới 100%, nhưng mà để lâu ngày cái dây nó sẽ bị sờn anh em nghe. Ở bên Nhật thì thường người ta không dùng dây của Seiko luôn này, người ta không dùng dây da thật anh em. Nước ngoài người ta ít dùng dây da thật lắm, tại vì nó liên quan rất nhiều vấn đề về động vật hoang dã anh em nghe, thành ra là người không không dùng dây da thật. Khi mà thay đổi nhiệt độ hoặc là nhập về Việt Nam á, cái độ ẩm trên này thì dây sẽ bị nứt ngay luôn, vẫn còn dùng được anh em. Mặt trái cũng rất đẹp, dây màu xanh rêu của nữ. Con này thì size ngang 30 thôi cho nữ anh em nghe, mặt số còn siêu đẹp luôn, vỏ còn mới cứng. Con này có táp luôn, cái giá mới thì nó rất khủng khiếp rồi nè. Thật cái giá mới là nhìn không giống nhìn luôn, 32.000 yên, đâu đó tầm khoảng gần 7 triệu anh em, mà đó là thực sự anh em nghe. Số 25 450. Số 26, một con đồng hồ Universal. Con này là cái kiểu cách nó cũng nhìn tương tự như con số 9 của nam á. Anh em mua đủ cặp cũng tốt. Lên gót tay, chạy hai kim, cọc số La Mã, mặt cũng nó cũng là mặt trắng, trắng men. Nắp đáy này anh em,
dài, câu này khóa ring luôn em nghe. Khóa universal ring của nữ luôn. Dài thân kiện. Sai ngang là sai 22,6. Không tính đúng. Số 26, 750. Chạy máy có tay, nó dòng máy nó tương tự như con của nam, nhưng mà nó nhỏ hơn thôi. Để mở luôn. Đó, dòng máy nó tương tự của nam em. Nó gần như là giống hệt 100%, mà nhỏ hơn thôi. Nắp đáy cũng đóng y chang như vậy luôn. Số 26, 750. Số 27, một con hồ Seiko. Seiko mặt có những cái sớ dọc, kẻ dọc như vậy anh em. Rất đẹp. Lên có tay anh em nghe. Đó, cái vỏ lên vỏ trầu anh em. Vỏ này nó bọc vàng và nó cái những cái sớ. Con này phải nói là bọc vàng anh em nghe, không phải nói mạ vàng đâu. Tại vì đồ xưa. Thứ hai nữa là bọc vàng rất dài. Ở dưới nó đóng rõ ràng anh em. SGB này. SGB nghĩa là Gold Flatic Lucky này. Lucky thì gọi là bọc vàng. Và chắc chắn là bọc vàng thật. Đang lên mở trò góc này. Anh em muốn lau thì em lau dùm cho. Còn không thì để vậy đeo cho nó cổ. Mặt số còn mới và đẹp. Sang ngang 22. Dạng lắc. Dạng lắc thì tay của nó tầm khoảng 16 năm anh em đổi lại anh em nghe. À 16 đổi lại thôi. Hôm nay là 16 năm. À, ở góc này cũng chữ SQB của Senko này. Mặt số còn rất đẹp anh em. Số 27, 450. Số 28, một con hồ chạy máy Nhật. Daniel Boundary phải. Boundary. Con này là 28, 550. Con này mới gần như 100% anh em. Ở đây còn nguyên cái miếng miếng ni lông mà nó bọc cái sợi dây này, em còn chưa tháo ra nữa. Mới 100%, dây còn siêu dài luôn. Dây này dây thép đúc. Mặt số của nó là mặt số kính lồi và nó vát ở trên này, đẹp lắm. Bài này có đính viên đá màu trắng, còn bốn góc này đính viên đá màu xanh, còn ngay lại cái viền đính phun đá luôn nè. Nói chung là một con đồng hồ đẹp của nữ. Chạy máy Nhật, con này thì size 23, 20, 22 nè, 21,99. Bên tay em nghĩ là cực kỳ đẹp cho các bạn nữ luôn. Tay rất sáng. Cũng có cái giá mới mà nghe thấy cũng hết hồn luôn em. 18.500 yên. Đâu đó tầm khoảng hơn 4 triệu. Nếu mà anh em mua trực tiếp, còn nếu mà chuyển về Việt Nam á, thì cái này là phải hơn 4 triệu. Số 25, 550. Số 26, một con đồng hồ Chanta Thomas. Con này của Nhật anh em nghe. Đóng vào bằng góc này. Con này thì dạng lắc. Ở trên dưới này nó đóng hai viên sòn đẹp lắm. Dạng lắc mà lắc kiểu dây xích luôn á, rất to chứ không phải dây xích nhỏ nữa. Thì nó sẽ gài nhau bằng cái này. Đó. Nó mạ vàng rất đẹp anh em. Chạy máy Nhật. Tay còn dài lắm, nó tầm khoảng dây tầm 17 đổ lại. Cho mấy chị nữ. Mặt hột xoài. Chạy hai kim. Số 29, 350. Em đo mặt số luôn. Size mặt của nó là 17. Lắc thì tầm khoảng 17 đến 20 thôi em. Chiều dài của nó là 27,3. Tiếp
Tiếp theo một con đồng hồ số 30. Cái lô này rất là nhiều lượng nữ đẹp anh em. Con này thì nó là đồng hồ hình như là Lagetti phải, đúng rồi, cũng rất đẹp anh em. Hai bên đường nó đính hai cái hàng tròn còn mới lắm. Cái vỏ này thì em nghĩ là cái cục này là cục đá anh em nghe, nó giống mấy con đồng hồ radio á, radio vỏ đá đó. Đẹp lắm anh em, vỏ vàng hồng. Xe ngang là 19,5, dọc là 24,16. Con này cũng gần như là mới 100%, chưa xài luôn em, cũng còn táp luôn đó, táp cái hãng nó trùng nhau em, và cái giá mới của nó cũng cao lắm đó, đó 12.800 yên, gần 3 triệu em. Số 30, 650. Số 31, kia sản phẩm cuối cùng của lô này, một con đồng hồ, một sợi dây này, sợi dây lụa của Nhật khá đẹp, sợi dây này của Bia, một cái hãng dây của Nhật anh em nghe. Sợi này là cái hay của nó là hình như là mở, đúng rồi anh em, mở kiểu này khó gặp, cho những anh em nào mà không có tiện mà buổi sáng mà rút ra rút vô để canh đó. Đầu dây nó tầm khoảng 17 anh em, 17. Sợi này hình như là có mài rồi, ở đây có một cái nhún ra nhưng mà không nhún được anh em nghe, nhún cái hệ nhún nó bị hư rồi sao. Đầu dây 17 anh em nghe. Số 31, 250. Kết thúc video rồi anh em, thì có như thông báo đầu video thì hôm nay em sẽ lên trễ, anh em thông cảm nghe, vì bạn có chút việc gia đình anh em. Nếu thấy hay thì anh em cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like. Chúc anh em một ngày mới tốt lành và hẹn anh em ở video sau. Xin chào.